Hello anh chị, em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Giờ này đang là giờ trưa chị nha, và em An vừa tranh thủ thời gian rảnh chạy ra ngoài khu vực gara quay chi tiết cho chị một chiếc xe hàng quốc dân mới nhất vừa về showroom. Trước mắt chị là một chiếc Toyota Vios phiên bản E số tự động sản xuất và làm bánh năm 2022. Chiếc xe của em An thì mới đi có 2,5 vạn km thôi, rất là mới, biển Bình Dương đây, 61K29666 chị nha. Xe thì em An cam kết cho anh chị là km nguyên bản. Chiếc xe này thì bác chủ xe, bác ấy mới mua vài tháng lại thôi, nên là đã ra biển rồi. Và bữa nay thì bác ấy lên gầm cao, bác ấy để lại cho em An chiếc xe này. Xe thì bên em đã kiểm tra tất cả đầu vào, ví dụ như là động cơ, khung gầm, keo chỉ này, hay là km thì cũng đều được bao chuẩn rồi. Màu trắng quá đẹp đúng không ạ? Và đã có mâm phay rồi đấy. Và đây, anh chị cùng chiêm ngưỡng luôn phần đầu xe với cụm đèn pha dạng thấu kính này. Mặt ga lăng sẽ là tông màu nhựa màu đen kết hợp với đèn gầm sương mù đều màu đen hết, sẽ tạo ra một sự thể thao và trẻ trung cho một chiếc xe quốc dân như thế này. Xi nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu và các tay cửa sẽ là đồng màu chị nhá. Và khi mà em An quay ra ngoài nắng này thì anh chị sẽ nhìn được chất lượng chiếc xe rất là ok, màu trắng rất là đẹp. Chiếc xe này thì những cái góc cảng còn rất là khít này chị này, thậm chí là những cái lắc cảng này, keo zin này vẫn còn nguyên đây chị nhá, chưa sơn giảm lại. Đây, dàn lốp của một chiếc xe đi 25.000 đây, rãnh lốp còn rất là sâu chị nhá. Vỏ là sẽ là vỏ piston và đết vỏ sẽ là tuần thứ 9 năm 2022 này. Đấy. Mâm phay nguyên bản và những cái má thắng bên trong này. Đấy, còn rất là mới chị nhá. Đấy, 2022 xi nhan gương tích hợp đây. Các tay cửa đều là đồng màu. Đấy, xe thì bên em An đã kiểm tra chất lượng đầu vào rồi. Đây là chị yên tâm. Đây, những cái góc cảng này chưa sơn dặm lại. Phải nói là đây là một chiếc xe mà chủ xe đi rất là kỹ nha anh chị nhá. Nhiều chiếc xe mà em An mua, chủ xe họ sơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà đấy thì xe cũ là như vậy. Có những chủ xe mà họ chạy tốt rồi hoặc là đi kỹ thì gần như là chưa phải sơn dặm nhiều. Khi quách nhiệt đã có cho chị rồi. Tay cửa đồng màu. Ở bản E tự động này cũng sẽ là trang bị cho chị sẵn là tông màu đen kem anh chị nhá. Các chi tiết keo chỉ ở cabo cốp hay bốn cánh cửa thì bên em cam kết tuyệt đối là không mất phân keo phân chỉ nào. Những cái nút bấm này còn rõ nét này. Những cái bậc lên xuống hay lót sàn cũng còn sạch đẹp. Chiếc này thì em An chỉ cho anh em dọn sơ qua là xong thôi, không phải sơn này. Chiếc này về là không phải sơn này, chỉ cho anh em dọn sơ qua thôi. Cái phần ghế màu kem thì bao giờ nó sẽ bám bẩn hơn so với những ghế màu khác anh chị nhá. Cái này thì mình vệ sinh được. Cái má ghế này đi hai mấy nghìn nên là cái má ghế gần như chưa bị sệ này. Nên là một chiếc xe cũ thì ngoài coi về đồng hồ thì chúng ta còn rất nhiều những chi tiết để chúng ta xem xét xem chiếc xe đó nó có đi chuẩn km hay không nhá anh chị nhá. Nên là khi mà em An đã khẳng định rồi thì chúng em đã bằng những nghiệp vụ của mình, chúng em đã kiểm tra rất là kỹ đầu vào rồi. Anh chị yên tâm về mặt chất lượng sản phẩm. Đây, 25.187 km. Đấy, rất là mới. Phủ táp lơ có thôi. Cam hành trình phía trên này em An quan sát là cũng đã được trang bị rồi chị nhá. Cam hành trình rồi. Những chi tiết còn rất là mới luôn. Đấy. 2022. Em An bán xe là báo theo sổ đăng kiểm anh chị nhá. Theo sổ đăng kiểm nên là anh chị cứ yên tâm. Chứ không theo năm sản xuất nhá. Theo năm đăng ký nhá anh chị nhá. Đấy. Đây, hàng ghế sau đây. Gần như là hàng ghế sau cũng rất là ít người ngồi nên là còn mới lắm. Đấy. Hàng ghế sau sạch đẹp luôn. Đây, hộp bệ tí tay này. Đấy. Ok đúng không ạ? Cái tấm lót lỉ zin, lót sàn theo xe vẫn còn nguyên luôn chị nhá. Và phần trần xe đây, trần xe sẽ là trần lỉ zin nguyên bản màu kem đây. Trần còn rất là mới luôn. Đấy, xe đẹp như này thì có gì đâu để bàn. Chị yêu xe đẹp lên em An đâu, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những chiếc xe đẹp. Và với một chiếc xe đã qua sử dụng thì bên em sẽ chỉ cam kết cho chị về mặt chất lượng như là đâm đụng và nước tai nạn. Còn những cái vấn đề ví dụ như là xước sát, dặm sơn thì đôi khi trong quá trình sử dụng thì cũng rất là khó để chúng ta tránh được cái vấn đề đó anh chị nhá. Đấy, biển này là biển định danh rồi, hai mắt cảm biến sau, camera lùi đã có sẵn cho chị rồi nha. Đấy, đèn hậu led này. Đây, và cái phần cốp sau chị có thể quan sát ra man những cái phần mổ này, gần như là chủ xe họ đi kỹ nhá, nó chưa bị xước luôn. Lót cốp này gần như không có một vết bẩn luôn. Nhiều chiếc xe mà em An mua chủ xe họ để đồ và họ không giữ kỹ ấy, thì thực sự nó rất là xước, nó rất là bẩn luôn, rất là khó vào mắt. Nên là mua được những chiếc xe mà chủ xe họ đi kỹ, họ giữ gìn thì cũng rất là ok. Hầm bánh nguyên bản, đết lốp, bánh dự phòng chữa lăn này, mâm cũng giống như mâm bên ngoài thôi. Đấy. Mâm phay luôn, đồ nghề đầy đủ ấy chị nhá. Các chi tiết hai bên thì nguyên bản thôi. Cái đấy thì anh chị cứ kiểm tra cho em An. Đấy. Ở đây thì ngoài cam kết thì em An vẫn khuyến khích chị kiểm tra check test để làm sao mà anh chị yên tâm. Đấy. Em này càng trước càng sau còn chưa sơn dặm lại, phải nói là khủng khiếp luôn. Và như là những chiếc xe đã qua sử dụng thì mua về thường thường là những cái chi tiết cảng sẽ là phải sơn dặm đầu tiên, nhưng mà em xe này thì phải đánh giá là chủ xe thậm chí còn chưa sơn dặm lại cái cảng, cái góc, các chi tiết keo chỉ là zin nguyên bản nha. Đó, xe mới tinh, xe mới tinh. Và với cầm tầm cửa tiền này hiện tại thì cũng hợp lý lắm anh chị. Nói chung là
Một chiếc xe mà khi mà đưa ra một cái mức giá thì em An sẽ lựa chọn sẽ phụ thuộc vào chất lượng chiếc xe. Trước khi đưa giá thì cái chất lượng nó sẽ quyết định đến giá chị nhá. Tiếp theo đến màu sắc này, màu trắng cũng là cái màu rất là hot. Đấy, chất lượng một chiếc xe đi 25.000 thì đánh giá nó cũng rất là ít rồi. Đấy, dàn lốp theo xe cả dàn mà nguyên bản, khám phí còn đến tháng 5 2026 chị nhá. Đây, tháng 5 và phí đường bộ cũng là tháng 5 2026 luôn. Đấy, đây, những cái góc cảng quá đẹp luôn. Thực sự là kiếm những chiếc xe như này rất là chất lượng rồi. Đây, cho chị tham quan phần động cơ nhá. Đây là mua được những sản phẩm như này thì anh chị cũng cố gắng mua về sử dụng bởi vì nó rất là đẹp. Đây, ốc của bô nguyên bản này, máy zin luôn nhá, máy zin đét vừa con ốc luôn. Anh chị cứ mang đi kiểm tra cho mai, và bên em thì kiểm tra đầu vào rất là kỹ. Các chi tiết ốc má vè này, hai phần đèn này vẫn chưa tháo này, ốc cabo cũng là zin này. Trên đây là tem cabo zin nguyên bản nha anh chị, tem cabo cũng là zin nguyên bản luôn. Nói chung là quá đẹp luôn. Anh chị làm mà yêu thích chiếc Toyota Vios phiên bản E số tự động 2022 này ở Lô Man. Ngoài ra thì tại showroom nhà Man vẫn còn một chiếc bản E tự động 21 màu trắng nhưng mà là form cũ, nó vẫn chỉ là mâm đúc thôi. Được chưa? Rồi, trên đây là mẫu xe Toyota Vios phiên bản E số tự động 2022 đang có sẵn tại showroom nhà Man. Anh chị yêu thích và quan tâm mẫu xe này thì alo em Man một lần cảm ơn chị rất nhiều và gặp lại chị. 458 là giá còn thương lượng anh chị nhá.